Chào em. Đầu tiên, anh rất cảm ơn em vì đã đồng hành và làm việc cùng với tụi anh trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó khiến anh cảm thấy rằng em vẫn chưa thật sự hết mình với công việc, chưa thật sự để tâm vào từng cái việc mình làm. Và đặc biệt là em chưa có được cái sự chủ động trong việc phối hợp với đồng nghiệp và những người xung quanh. Vì vậy, anh nghĩ rằng chúng ta khó có thể làm việc được với nhau lâu dài trong tình trạng này. Hy vọng em sẽ tìm được một nơi phù hợp hơn với tính cách và kiểu làm việc của riêng em. Cảm ơn em. Tại sao làm quái cứ mắc quái cái sai lầm đó vậy ta? Có một chút xíu đó mà làm cũng không xong vậy trời. Đồ vô dụng. Xin chào các bạn, anh tên là Dũng, anh đã quay trở lại rồi đây. Và trong clip trước, chúng ta đã nói với nhau về người quá cảm xúc sẽ có những đặc điểm gì và làm sao để cái cảm xúc đó mình có thể hiểu và kiểm soát nó để biến nó thành một lợi thế của bản thân. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một cái kiểu người ngược lại hoàn toàn và luôn được người khác tin tưởng và đánh giá cao trong công việc. Được mệnh danh là người sống rất là lý trí, mục tiêu và quan trọng kết quả. Được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đâu ai biết đằng sau cái ánh hào quang đó là sự căng thẳng, stress, những nỗi ám ảnh đến nghẹt thở bao trùm họ. Và theo công nghệ sinh học dấu vân tay, thì kiểu người này thường sẽ có chủng tính cách world, chủng người chiếm 30-35% dân số thế giới. Và trong video clip này, hãy cùng phân tích và hiểu sâu sắc hơn về những nỗi ám ảnh đó. Ok, let's go! Nỗi ám ảnh đầu tiên, dream big. Đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho to, làm cho lớn. Nếu muốn thì sẽ có hàng trăm cách để làm, nếu không muốn thì sẽ có hàng triệu lý do để không làm. Đối với Word, mục tiêu đàng hoàng, rõ ràng, cụ thể và chi tiết mới là thứ sẽ khiến Word có động lực để làm, để thực hiện nó mỗi ngày. Mục tiêu càng lớn thì càng thử thách, thì ý chí muốn làm, muốn chinh phục lại càng cao. Có một cái giấc mơ lớn thì Word sẽ tự nhiên cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái, hoạt bát và nhiệt tình. Tính chủ động cực kỳ cao, sự kỷ luật, tính kiên trì và tinh thần máu me chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sẽ luôn luôn xuất hiện, dù cho trong những cái tình huống khó khăn đến đâu đi nữa. Thậm chí đôi lúc dễ trở nên cố chấp, cứng đầu và phản kháng lại tất cả sự can ngăn hoặc lời khuyên từ những người xung quanh, dù đó là ba mẹ, bạn bè, thậm chí là người yêu, vợ chồng, cái người sẽ đi với mình lâu dài. Đã quyết thì nhất định là phải luôn kiên định và không bao giờ thay đổi. Không có mục tiêu lớn, mục tiêu bự. Quên giống như rắn không đầu, dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và hay cảm thấy khó chịu hoặc là khó ở với tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này tự động sẽ lười hay trì hoãn, dễ bỏ cuộc và làm việc gì cũng sẽ dễ làm cho có, cho xong trách nhiệm. Dù biết là với sức của mình vẫn có thể làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Đôi lúc sống sẽ hơi bất cần, mặc kệ những cái thứ xung quanh và chọn một cuộc sống hơi an phận và dành thời gian để tận hưởng những cái thú vui chớp nhoáng và vô thường. Chính vì vậy, nhanh chóng tìm kiếm và có cho mình một cái mục tiêu cho bản thân là điều rất quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, đôi lúc chính cái suy nghĩ về cái giấc mơ lớn, về một cái mục tiêu to bự, nó lại khiến cho chúng ta dễ rơi vào cái trạng thái suy nghĩ chuyện đau to búa lớn mà quên mất là mình cần phải hành động, cần phải làm. Vạn dặm đều từ bước chân đầu tiên, không làm gì thì còn lâu mới tới. Ai cũng được quyền có cho mình cái hoài bão và cái giấc mơ lớn cho bản thân. Nhưng nếu cứ ngồi đó suy nghĩ, cứ chờ đợi thì khó để có thể đạt được những cái mình mong muốn. Hãy chia cái mục tiêu của mình ra theo thành từng năm hoặc có thể là những cái hành động theo từng ngày, từng tháng, từng tuần. Thì khi đó là lúc bên cạnh cái việc có cho mình cái giấc mơ, cái hoài bão, các bạn hoàn toàn có thể từng bước một đến với cái thứ mà các bạn mong muốn. Nói mạnh số 2, đã làm thì phải ngay lập tức
có được kết quả lập tức phải thành công. Cầu toàn, mong đợi cao và luôn muốn mọi thứ mình nhúng tay vào làm phải có kết quả ngay tức thì. Và chính vì vậy sẽ khiến cho chúng ta dễ nóng tính, dễ khó chịu hay bắt bẻ và đôi lúc dễ áp đặt cái quan điểm và suy nghĩ của mình lên người khác với một mong muốn là làm sao để những cái thứ mình làm phải có kết quả ngay. Và nếu như có kết quả, Quơ sẽ ngay lập tức rất là thoải mái, tự tin, tràn đầy năng lượng và lúc đó sẵn sàng lắng nghe những người xung quanh, vui vẻ, hợp tác và tự động sẽ muốn giúp đỡ những người xung quanh để làm sao họ cũng đạt được cái kết quả giống mình. Còn không có kết quả, Quơ sẽ rất là dễ tức giận, dễ khó chịu, đặc biệt là với bản thân. Không muốn nghe, không muốn thấy và thậm chí không muốn biết tất cả những cái việc gì đã liên quan tới cái thất bại đó thêm một lần nào nữa. Nhưng kết quả là một thứ đâu phải cứ muốn là sẽ được. Bạn có thể quyết định là mình sắp tới sẽ đóng tiền và học cho mình một khóa học ngoại ngữ. Nhưng sau đó bạn có giỏi ngoại ngữ hay không thì nói thật là chẳng ai biết được. Nếu không hiểu về nỗi ám ảnh này, World sẽ rất là dễ có xu hướng đối mặt và phản ứng khá là gay gắt với những người xung quanh, đặc biệt là những người làm việc chung với mình. World sẽ dễ chọn công việc làm một mình để đảm bảo rằng là những thứ mình mong muốn tự chính tay mình sẽ tạo ra kết quả. Nhưng thành công không thể nào thiếu người đồng hành. Và nếu chỉ dựa vào sức của bản thân mà muốn làm chuyện lớn, e là sẽ rất khó. Nhưng nếu như các bạn vẫn muốn làm việc mình thì sao? Thật ra điều đó ổn, chẳng có vấn đề gì. Và thậm chí là nó có thể giúp cho các bạn nhanh hơn trong những lần làm việc đầu tiên. Tuy nhiên, nếu mà như vậy thì có gì đâu nói. Và nếu vấn đề nằm ở chỗ là các bạn muốn đi xa hơn thì sao? Thành công không thể thiếu người đồng hành. Vậy làm sao để vượt qua được cái nỗi sợ ấy, để phối hợp tốt hơn với những người xung quanh? Một trong những lý do khiến cho việc này xảy ra chính là suy nghĩ tao tưởng nó phải tự hiểu chứ. World luôn là những người có những cái nguyên tắc, quy tắc và những mong đợi để đảm bảo là những cái thứ mà họ sắp làm sẽ mang lại hiệu quả và thành công tốt nhất. Và đây cũng là điểm khác biệt để tạo nên lợi thế của bản thân mà không phải ai cũng sẽ có. Hãy học cách rèn luyện cho mình sự bình tĩnh trong lắng nghe những cái thông tin trái chiều để rồi hiểu được toàn bộ cái tình huống đang diễn ra và học cách bố trí sắp xếp câu từ, nội dung trong cái chia sẻ của mình để thuyết phục được tất cả mọi người để rồi trở thành một người hỗ trợ dẫn dắt đội nhóm của mình đến kết quả tốt nhất. Hiểu được điều này, hãy trở thành một cái người sống có mục tiêu, có lý tưởng của riêng mình. Xã hội chính là nơi giúp cho các bạn và hỗ trợ các bạn trên tinh thần của sự win-win. Vì vậy, hãy thấu hiểu cái sức mạnh của sự hợp tác để tận dụng tối đa được nguồn lực này. Và khi đó, tất cả chúng ta đều sẽ có được cái thành công chung. Và đó cũng chính là những thành công của riêng mọi người. Và hy vọng chia sẻ trong video clip này sẽ bổ ích với những bạn chúng World, đặc biệt là trong mùa Covid này. Anh biết chắc chắn sẽ có một số bạn có những giấc mơ hoài bão nhưng phải tạm dừng vì thị trường, vì cuộc sống. Thì cũng đừng vì chuyện đó mà quá nản lòng hoặc là dừng bước. Hãy xem như đây là giai đoạn mà các bạn ngủ đông ha, để làm gì? Để trau dồi những cái kiến thức, trau dồi những cái kỹ năng và phát triển những mối hệ của mình để đến thời cơ chín mùi thì hành động. Ok. Và đối với những bạn sở hữu những chủng cách khác khi có bạn bè và người thân là chủng World, thì hy vọng thông qua video clip này các bạn cũng sẽ có một cái sự hiểu sâu sắc để hỗ trợ tốt hơn cho họ. Và đặc biệt hãy chấp nhận sự khác biệt vốn có của họ, và đó cũng là cách để họ cũng tôn trọng sự khác biệt của các bạn. Ok. Và chúng ta sẽ còn một kiểu người nữa cũng có cách tiếp cận sự thành công khác hoàn toàn so với hai kiểu người vừa rồi. Cụ thể như thế nào, hãy chờ đó trong video clip tiếp theo. Bye bye.